chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã được biết, sau khi Quách Tĩnh đuổi được bọn đại cao thủ người Trung Thổ cùng hơn 100 tên bộ hạ rút lui, Dương Quá được các đạo sĩ thả ra. Khưu Sử Cơ nói sự việc vừa qua là do có sự hiểu lầm. Quách Tĩnh nói rõ mục đích, xin Khưu đạo trưởng thu nhận Dương Quá làm môn hạ của bổn phái, rồi bảo cậu ta thi lễ chào các đạo sĩ. Khưu Sử Cơ dắt Quách Tĩnh ra ngoài vườn, chỉ vào một tấm đá có khắc một bài thơ, rồi kể lại lai lịch tấm đá đó cùng mối quan hệ giữa cung Trùng Dương phái Toàn Chân với phái Cổ Mộ. Sau này, một đệ tử của phái Cổ Mộ là Xích Luyện Tử Lý Mạc Sầu xuống núi hành sự tàn ác khắp nơi, võ nghệ cực cao, gây một phen sóng gió trong giang hồ. Mấy lần phái Toàn Chân định thương nghị, định trừng phạt Y Thị, nhưng cuối cùng không ra tay vì nể mặt tiền nhân. Mùa xuân năm ngoái, các đạo sĩ có đi Cam Châu, nghe tin rằng khoảng một năm sau, bọn tà ma ngoại đạo sẽ đến núi Trung Nam để hành sự. Lý do là Lý Mạc Sầu tung tin rằng vào ngày Mổ, tháng Mổ, năm Mổ, Tiểu Long Nữ ở Hoạt Tử Nhân Mộ tròn 18 tuổi sẽ tỉ võ chiêu thân, ai thắng sẽ được làm chồng, và đem nhiều thứ kỳ trân dị bảo, các bí kíp võ công có trong mộ sẽ đem tặng hết. Khưu Sử Cơ vừa nói đến đây, mọi người bỗng nghe bên phía tây tiếng tù và vang lên rền rĩ. Đó là cách mà bọn Đạt Nhĩ Ba, vương tử Mông Cổ Hoắc Đô đang thách thức Tiểu Long Nữ. Để xem Tiểu Long Nữ và các đạo sĩ đối phó với bọn này ra sao, mời quý vị theo dõi phần đọc tiếp theo sau đây. Khưu Sử Cơ vừa đi như bay xuống núi, Quách Tĩnh vội theo sau. Hai người đi xuống hơn một dặm, nghe tiếng tù già thổi càng gấp hơn, lẫn trong tiếng tù già còn có tiếng binh khí va nhau, hẳn là Đạt Nhĩ Ba cũng đã xuất thủ. Khưu Sử Cơ tức giận nói: Hai danh gia võ học, thế mà lại hợp sức bắt đại một thiếu nữ, không còn ra thể thống gì cả. Rồi chạy nhanh hơn. Phút chốc, hai người đã tới lưng núi, vòng qua một vách đá dài. Quách Tĩnh chỉ thấy trước mặt là một cánh rừng lớn, ngoài bìa rừng đứng lố nhố hơn 100 người, chính là bọn yêu tà ban nãy dây đánh cung Trùng Dương. Hai người bèn nấp sau một vách đá quan sát động tĩnh. Chỉ thấy Dương Tử Hoắc Đô và Đạt Nhĩ Ba ngồi bên nhau. Hoắc Đô thổi tù già, Đạt Nhĩ Ba tay trái cầm một cái chày màu vàng, gõ vào chiếc xuyến vàng đeo bên cổ tay phải, phát ra tiếng canh canh hòa với tiếng tù già. Hai tên đó đang đòi Tiểu Long Nữ phải ra gặp chúng. Chúng gây náo loạn một hồi, trong rừng vẫn tĩnh lặng, không có âm thanh gì trả lời. Hoắc Đô đặt chiếc tù già xuống, nói to: Tiểu Dương Mông Cổ Hoắc Đô kính mừng sinh nhật Tiểu Long Nữ cô nương. Lời vừa dứt, trong rừng có ba tiếng đàn tình tính tan, tựa hồ Tiểu Long Nữ gãy đàn trả lời. Hoắc Đô cả mừng, lại nói: Nghe Long cô nương dương ngôn thiên hạ, hôm nay tỷ võ chiêu thân, Tiểu Dương bất tài cũng đến cầu giáo, thỉnh Long cô nương ban tiếp vài chiêu. Bỗng nghe tiếng đàn bật mạnh, có ý giận dữ. Bọn yêu tà không hiểu âm luật, song cũng đoán biết tiếng đàn có ý đuổi khách. Hoắc Đô cười nói: Tiểu Dương già thế tôn quý, tư mạo chẳng phải tầm thường, đôi bên xứng đôi vừa lứa, cô nương là hiệp nữ thời nay, khỏi cần thẹn thùng. Lời vừa dứt, tiếng đàn càng bật ra cao hơn, tựa hồ có ý chỉ trích. Hoắc Đô và Đạt Nhĩ Ba đưa mắt cho nhau, Đạt Nhĩ Ba gật đầu. Hoắc Đô nói: Cô nương đã không chịu đi ra thì Tiểu Dương đành vào vậy. Nói đoạn, dắt chiếc tù già, dung tay phải, sải bước đi vào rừng. Quần hào ào theo sau như bầy ong dở tổ. Tên nào tên ấy nghĩ bụng: Ngay danh tiếng lừng lẫy như phái Toàn Chân mà còn không cản nổi bọn ta, thì một thiếu nữ cô thân như Tiểu Long Nữ chống chọi làm sao được. Chỉ sợ kẻ khác vào được trong nhà mộ trước, lấy mất báo vật mang đi trước mình, nên tên nào tên ấy tranh nhau xông tới. Khưu Sứ Cơ quát lớn: Đây là chút cứu cư của tổ sư phái Toàn Chân, Tục Dương Chân Chân, các người bọn xéo đi. Bọn kia nghe tiếng quát hơi sững sờ, nhưng chân chúng không hề dừng bước. Khưu Sứ Cơ giận dữ nói: Tĩnh nhiên, động thủ. Hai người rời vách đá, đang định xông tới, bỗng nghe quần hào kêu la
chạy thục mạng ra khỏi cánh rừng. Hai người ngẩn ra, chỉ thấy mấy chục tên dắt chân lên cổ mà chạy. Rồi Hoắc Đô và Đạt Nhĩ Ba cũng cắm đầu chạy ra, dáng điệu thảm hại bằng mấy lần lúc rút khỏi cung Trùng Dương. Hai người cảm thấy lạ lùng, nghĩ thầm: không biết Tiểu Long Nữ dùng cách gì mà đuổi được quần ta. Thoáng nghĩ như vậy, đã thấy tiếng do do từ xa đến gần. Dưới ánh trăng, có vô số vật nhỏ màu trắng từ trong rừng bay ra, lao thẳng vào đầu, vào mặt quần tà. Quách Tĩnh lấy làm lạ, hỏi: Khưu đạo trưởng, cái gì kìa? Khưu Sứ Cơ lắc đầu không đáp, chăm chú nhìn. Chỉ thấy một số kẻ chạy chậm, bị các vật nhỏ kia lao vào đầu, liền ngã xuống, ôm đầu mà kêu la như bị chọc tiết. Quách Tĩnh kinh ngạc nói: Thì ra là đàn ông, nhưng sao lại là màu trắng? Trong lúc chàng nói, thì lại thêm dăm người nữa bị ong đốt. Mười mấy người lăn lộn trong rừng, kêu rú lên thảm thiết. Quách Tĩnh nghĩ thầm: bị ong đốt thì buốt thật, nhưng không lẽ bầy ong này có độc tính dị thường hay sao? Chợt có một bầy ong như khói đặc tràn tới trước mặt chàng và Khưu Sứ Cơ. Nhìn thấy tấn công hung mãnh của bầy ong, khó bề chống đỡ. Quách Tĩnh định quay đầu chạy, thì thấy Khưu Sứ Cơ hít hơi vào đan điền, rồi há miệng thổi mạnh về phía bầy ong. Bầy ong đang tràn tới, đột nhiên phát hiện có luồng gió mạnh thổi đón đầu thì dạt ra. Khưu Sứ Cơ thổi xong hơi thứ nhất, liền thổi tiếp hơi thứ hai. Quách Tĩnh cũng bắt chước làm theo. Hai người tạo ra một luồng gió khá mạnh, bầy ong chịu không nổi, mấy trăm con phải tránh sang hai bên bay đi, đuổi theo bọn Hoắc Đô và Đạt Nhĩ Ba. Mười mấy kẻ lăn lộn dưới đất kêu la như cha chết mẹ chết. Có kẻ nói: tiểu nhân biết lỗi rồi, ai á, tiểu nhân biết lỗi rồi, xin Tiểu Long Nữ tiên cô cứu mạng cho. Quách Tĩnh kinh ngạc nghĩ thầm: mấy tên kia toàn là phường tham sống sợ chết, nhưng có bị chặt chân tay chúng cũng không kêu la khiếp đến thế. Bầy ong này quả nhiên lợi hại thật. Chỉ nghe trong rừng cây vọng ra mấy tiếng đàn, rồi trên các ngọn cây có một làn hơi trắng nhàn nhạt lan tỏa. Hai người ngửi trước mùi hương hoa thơm ngọt. Lát sau thì tiếng do do từ xa lại gần. Bầy ong ngửi thấy mùi hương thơm bay trở lại. Thì ra là Tiểu Long Nữ đốt hương gọi ông về. Khưu Sứ Cơ là láng giềng của Tiểu Long Nữ 18 năm, mà không hề biết nàng ta có bản sự đó. Vừa thán phục, vừa thích thú, nói: sớm biết chị Phương Lân thần thông quảng đại như vậy, phái tòa chân đã khỏi cần đa sự. Câu này tuy nói với Quách Tĩnh, nhưng lão đạo trưởng đề khí mà phát ra, có ý để Tiểu Long Nữ nghe thấy. Quả nhiên, tiếng đàn trong rừng cây chậm lại, dịu dặt, khoan hòa, như thể cảm tạ cao nghĩa. Khưu Sứ Cơ cười to, cao giọng nói: cô đường bất tất đa lễ, bần đạo Khưu Sứ Cơ dẫn đệ tử Quách Tĩnh đến kính chúc sinh nhật của cô nương. Tiếng đàn vang lên hai tiếng tình tang rồi im hẳn. Quách Tĩnh nghe mấy người kia kêu la thảm thiết, bèn nói: đạo trưởng, mấy người này ta nên cứu như thế nào đây? Lòng cô nương ác có cách xử trí, chúng ta đi thôi. Hai người quay mình đi, trở về hướng đông. Dọc đường, Quách Tĩnh lại xin Khưu Sứ Cơ thu nhận Dương Quá làm môn hạ. Khưu Sứ Cơ thở dài, nói: thúc phụ Dương Thiết Tâm của ngươi là bậc hào kiệt, há để tuyệt tử Dương Khang bị kết cục xấu xa như vậy. Ta cũng có lỗi một phần, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ tận tâm kiệt lực dạy dỗ thằng bé ấy nên người. Quách Tĩnh cả mừng, đang đi quỳ xuống ngay bái tạ. Vừa đi vừa trò chuyện, đã về tới trước cung Trùng Dương. Trời cũng đã sáng, chúng đạo sĩ đang thu dọn tàn tích đám cháy hậu viện. Khưu Sứ Cơ tập hợp chúng đạo sĩ, giới thiệu với Quách Tĩnh. Chỉ vì đạo sĩ râu dài chỉ huy bắt đầu trận, đạo trưởng nói: đây là Triệu Chí Kính, đại đệ tử của Dương sư đệ. Trong số các đệ tử đời thứ ba, y luyện được võ công vững chạc hơn cả, giao cho y dạy dỗ Dương Quá là được.
Quách Tĩnh đã giao đấu với Triệu Chí Kính, biết võ công của vị đạo sĩ này quả là cao cường, thì cả mừng, liền bảo Dương Quá hành lễ bái sư với Triệu Chí Kính đi. Bản thân chàng cũng trịnh trọng cảm tạ. Chàng lưu lại ở núi Trung Nam vài ngày, dặn dò Dương Quá thật tỉ mỉ, rồi mới cáo biệt mọi người, trở về Đào Hoa Đảo. Khưu Sứ Cơ nhớ lại hồi trước dạy võ công cho Dương Khang, để cho y sống trong nhung lụa ở Dương Phủ. Cuối cùng, y phạm phải sai lầm lớn, nghĩ thầm: xưa đây Nghiêm sư xuất cao đồn, bỗng đầu xuất hiếu tử. Lần này đôi cho Dương Quá phải quản giáo chặt chẽ, để thằng bé khỏi lặp lại sai lầm của cha nó. Dương Quá phải ở lại trên núi Trung Nam, vốn đã không muốn chút nào. Bây giờ tự dưng lại bị giáo huấn nghiêm khắc, trong lòng vô cùng chán ngán, đành nuốt lệ dân dạ. Chờ lúc Khu Sứ Cơ đi rồi, nó mới khóc òa lên. Bỗng nghe có tiếng nói lạnh lùng sau lưng: tổ sư gia nói điều gì không phải với ngươi hả? Dương Quá giật mình nín khóc, ngoảnh đầu lại thấy chính là sư phụ Triệu Chí Kính, thì nó vội buông xuôi tay nói: dạ không ạ. Vậy tại sao ngươi lại khóc? Đệ tử nhớ Quách bá bá mà. Triệu Chí Kính vừa rồi rõ ràng nghe Khưu sư bá nghiêm nghị giáo huấn thằng bé, thế mà nó lại nói khác đi là nó nhớ Quách Tĩnh, thì trong bụng rất khó chịu, nghĩ thầm: thằng bé này mới một tí tuổi đầu mà đã giáo hoạt như vậy, nếu không nghiêm trị lớn lên làm sao uống nắng. Bèn nghiêm mặt quát: người dám nói dối sư phụ hả? Dương Quá chính mắt thấy các đạo sĩ phái Toàn Chân bị Quách Tĩnh đánh cho tơi tả, lại thấy các vị đạo trưởng như Khưu Sứ Cơ bị bọn yêu tà Quắc Đô dồn vào thế thua to, may nhờ có Quách Tĩnh kịp đến cứu viện, thì nó cho rằng các đạo sĩ này võ công toàn thuộc hạng bình thường. Đối với Khưu Sứ Cơ, nó còn không phục chút nào, huống hồ là đối với Triệu Chí Kính. Cũng tại Quách Tĩnh nhất thời sơ ý, không nói rõ cho nó biết rằng võ công của phái Toàn Chân là võ học chính tông. Hồi trước, võ công của Dương Trùng Dương là đệ nhất thiên hạ, cao thủ các gia các phái không một ai địch nổi cả. Quách Tĩnh sở dĩ thắng các đạo sĩ là bởi họ chưa luyện đến tuyệt đỉnh, chứ không phải do võ công của phái Toàn Chân non kém. Dương Quá cho rằng vợ chồng Quách Tĩnh không muốn thu nhận nó làm đồ đệ, cho nên mới giao bừa cho người khác dạy võ cho nó. Hơn nữa, chính mắt nó chứng kiến cảnh các đạo sĩ bị gãy kiếm, thua tơi bời. Dẫu Quách Tĩnh có giải thích như thế nào, nó cũng chẳng tin. Lúc này nó thấy sư phụ mặt mày khó coi, thì nghĩ thầm: ta bái người làm sư phụ chẳng qua là chuyện bất đắc dĩ. Giả dụ ta có luyện được võ công bằng ngươi, thử hỏi có tác dụng quái gì? Chỉ là một cái bị thịt. Đừng có hầm hầm với ta như vậy. Nó bèn ngoảnh mặt đi, không trả lời. Triệu Chí Kính cả giận quát to hơn: ta hỏi ngươi, ngươi dám không thưa hả? Sư phụ muốn đệ tử thương sao thì đệ tử thương vậy. Triệu Chí Kính nghe nó nói hổn thì không nén được giận, vẫy ngược bàn tay nó một cái, bớp một tiếng. Dương Quá bị một cái tát mạnh đỏ rát cả má, nó liền khóc tướng lên và bỏ chạy. Triệu Chí Kính đuổi theo túm lại hỏi: ngươi chạy đi đâu? Mau buông ta ra, ta không thèm học võ lão đâu. Ngươi nói gì hả? Thằng lõi con, xú đạo sĩ, cẩu đạo sĩ, mi có giỏi cứ đánh chết ta đi. Thời bấy giờ, phận sự sư đồ rất được coi trọng. Trong võ lâm, sư đồ y như cha con. Sư phụ dẫu có muốn giết chết đệ tử, đệ tử cũng không dám chống trả lại. Đằng này, Dương Quá dám mở miệng chửi lại sư tôn, quả là chuyện đại nghịch chưa từng thấy. Triệu Chí Kính giận tím mặt, dung chưởng đánh vào mặt nó. Dương Quá bỗng nhiên nhảy lên, ôm lấy cánh tay sư phụ, há mồm cắn chặt lấy ngón trỏ tay phải của Triệu Chí Kính. Dương Quá từ khi được Âu Dương Phong truyền cho bí quyết nội công, ngấm ngầm tu luyện, cũng có được chút căn cơ. Triệu Chí Kính trong cơn giận dữ, lại nghĩ nó còn là đứa bé, cho nên không hề đề phòng. Bị thằng bé ôm chặt cánh tay mà cắn ngón tay, dằn chưa ra. Ngạn ngữ có câu: mười ngón tay liền với tim, ngón tay mà bị đau là khổ sở nhất. Triệu Chí Kính đấm mạnh một quả vào vai của Dương Quá, quát lên: người muốn chết hả? Mau buông ra! Dương Quá cũng nổi điên,
lúc này dù kề dao vào cổ nó cũng không buông không nhả đâu. Lúc vai nó bị đau nhói, nó liền nghiến răng cắn mạnh. Cắt một tiếng, Triệu Chí Kính kêu lên, ngón tay đã gãy xương. Quyền trái của Triệu Chí Kính giơ lên đập xuống đỉnh đầu của Dương Quá, khiến nó ngất đi. Lão mới cậy hàm nó ra, rút được ngón tay ra. Chỉ thấy cả ngón tay máu đầm đìa, xương ngón tay bị gãy. Tuy có thể nối lại, nhưng từ nay cái ngón tay ấy sẽ kém hẳn đi, có phần tổn hại đến võ công. Triệu Chí Kính cả giận, đá vào người thằng bé mấy cái. Triệu Chí Kính xé tay áo của Dương Quá, lấy một mảnh vải buộc vết thương lại. Nhìn tứ phía, may là không có ai cả. Nghĩ bụng, chuyện này mà để người ngoài biết, giang hồ loan tin đi, bảo Triệu Chí Kính phái toàn chân bị tên đệ tử trẻ con cắn gãy xương ngón tay, thì thật là mất hết thể diện. Bèn bưng một chậu nước lạnh tới, vẩy vào mặt cho Dương Quá tỉnh lại. Dương Quá vừa tỉnh, nó lại dùng vẩy đánh lại. Triệu Chí Kính túm lấy ngực nó, quát lên. Đồ súc sinh, ngươi quả thật không biết sống nữa hay sao? Dương Quá chửi lại. Cẩu tặc, tên đạo sĩ thối tha, đồ râu dê. Để cho Quách Bá Bá ta đánh cho bò lê bò càng dưới đất mà sực chó. Ngươi là tên súc sinh thì có. Triệu Chí Kính dung chưởng lên, lần này có phòng bị. Dương Quá làm sao có thể đánh lại và xông tới gần. Trong giây lát, nó bị liền mấy cú đá lộn nhào. Triệu Chí Kính muốn đánh nó thế nào mà chẳng được. Nhưng nghĩ nó rốt cuộc là đồ đệ của mình, nếu nặng tay quá, sư phụ sư bá hỏi tới biết ăn nói ra làm sao. Xong, Dương Quá cứ liều chết mà đánh lại, tựa hồ có mối thù không đội trời chung. Tuy liên tiếp bị đòn đau, nó vẫn cứ lăn xả vào mà đấm đá. Triệu Chí Kính đánh thằng bé rồi, trong lòng hối hận. Thấy nó tuy bị thương, song càng đánh càng hăng. Cuối cùng không còn cách nào khác, đành điểm huyệt ở sườn của nó. Dương Quá nằm bất động dưới đất, ánh mắt đầy vẻ hằn học. Triệu Chí Kính nói, ngươi là một tên nghịch đồ, đã chịu hay chưa? Dương Quá dương mắt nhìn, không hề có ý khuất phục. Triệu Chí Kính ngồi xuống một tảng đá, thở hổn hển. Tỷ võ quá chiêu với cao thủ, hồi lâu Triệu Chí Kính cũng chưa bao giờ thở hổn hển như thế này. Lần này chân tay thì không mệt, nhưng trong lòng thì chán ngán, giận dữ khó mà trấn tĩnh. Một thầy một trò hằng học nhìn nhau. Triệu Chí Kính vẫn chưa nghĩ ra cách trị thằng bé ngỗ nghịch hỗn xược. Đang chán ngán, bỗng có tiếng chuông giống giả vang lên, triệu tập đệ tử của toàn giáo. Triệu Chí Kính giật mình, nói với Dương Quá, ngươi không ngỗ nghịch nữa thì ta tha cho ngươi. Nói rồi đưa tay giải quyệt cho nó. Nào ngờ Dương Quá bật dậy, lại xông vào. Triệu Chí Kính lùi hai bước, giận quát, ta không đánh ngươi, ngươi còn muốn gì nữa? Cho lão biết từ nay lão còn dám đánh ta nữa hay không? Triệu Chí Kính nghe tiếng chuông dục giả, không dám chậm trễ, đành nói, nếu ngươi ngoan ngoãn, ta đánh ngươi làm cái gì? Thế thì được, sư phụ, lão không đánh ta, ta sẽ gọi lão là sư phụ. Lão còn đánh ta một lần nữa, ta sẽ vĩnh viễn không chấp nhận lão đâu. Triệu Chí Kính đành cười khổ, gật đầu, nói, trưởng giáo chưa tập môn nhân, mau đi theo ta. Thấy Dương Quá quần áo xộc xệch, mặt mày chỗ sưng chỗ tím, sợ người ngoài tra hỏi, Triệu Chí Kính sửa sang qua loa cho nó, rồi dắt tay nó chạy đến tập trung trước cung. Triệu Chí Kính dẫn Dương Quá tới nơi thì chúng đạo sĩ đã tề tựu. Mã Ngọc, Khưu Sứ Cơ, Dương Sứ Nhất, ba vị ngồi quay mặt về phía mọi người. Mã Ngọc vỗ tay ba cái, nói to, Trường Sinh Chân Nhân và Thanh Tịnh Tán Nhân từ Sơn Tây có báo tin về rằng ở đó tình thế quyền ngập. Bốn tòa cùng hai vị sư đệ thương nghị quyết định rằng Trường Xuân Chân Nhân và Ngọc Dương Chân Nhân dẫn theo 10 đệ tử sáng mai sẽ đi cứu viện. Các đạo sĩ nhìn nhau, người thì có vẻ kinh hãi, người thì hăng hái.
Khương Sứ Cơ liền gọi tên 10 đệ tử, nói: Các người lập tức thu xếp hành lý, sáng sớm mai cùng Ngọc Dương Chân Nhân và ta đi Sơn Tây. Thôi, tất cả giải tán. Các đạo sĩ tản đi, bây giờ mới bàn tán, nói: Lý Mạc Sầu chẳng qua là một nữ nhân, vậy mà Trường Sinh Tử, Lưu Sư Thúc cũng không làm gì nổi mụ ta luôn hả? Thanh Tịnh Tán Nhân Lưu Sư Thúc chẳng phải cũng là nữ nhân đó làm sao? Đủ thấy nữ nhân lắm người tài giỏi, đừng có coi thường à nghe. Khu Sư Bá với Dương Sư Thúc đi chuyến này, chắc là Lý Mạc Sầu sẽ phải thúc thủ chịu trói liền à ha. Khu Sứ Cơ tới bên Triệu Chí Kính, nói: Ta cũng định đem người đi, nhưng sợ chậm việc học hành cô quá nhi, nên không lấy người đi theo nữa. Thấy mặt mày Dương quá có nhiều vết xây sát, bèn hỏi nó: Quá gì? Người đánh nhau với ai vậy? Triệu Chí Kính sợ Sư Bá biết sự tình, tất sẽ quở trách nặng, vội liên tiếp đưa mắt ra hiệu cho Dương quá. Dương quá vốn đã có chủ ý rồi, thấy Triệu Chí Kính lo cuốn lên, thì giờ như không biết gì cả, cứ ậm ậm ừ ừ. Khu Sứ Cơ giận, hỏi: Kẻ nào đánh người đến mức này? Rốt cuộc là ai? Ai có lỗi? Nói mà. Triệu Chí Kính nghe giọng nói nghiêm khắc của Sư Bá thì càng cuốn lên. Dương quá nói: Dạ, không phải đánh nhau ạ, mà là đệ tử bị ngã chỗ dốc núi ạ. Người nói chơi, là như sao lại bị ngã? Vết thương trên mặt người cũng không phải là do ngã. Dạ, ban nãy sư tổ gia giáo huấn đệ tử phải chịu khó học nghệ. Đúng. Rồi sao nữa? Sau khi sư tổ gia đi rồi, đệ tử nghĩ giáo huấn của sư tổ gia rất là đúng. Từ nay đệ tử phải cố gắng hết sức để khỏi phụ kỳ vọng của sư tổ gia. Nghe mấy câu hoa ngôn xảo ngữ ấy, sắc mặt của Khưu Sứ Cơ dịu lại, ừ một tiếng. Dương Qua nói tiếp: Nào ngờ bỗng nhiên có một con chó điên đâu chạy đến, chẳng nói chẳng rằng xông vào cắn đệ tử. Đệ tử đá đuổi nó đi. Con chó điên càng lúc càng hung hăng. Đệ tử đành quay người bỏ chạy, vì không cẩn thận bị trượt chân ngã xuống dốc núi. May có sư phụ của đệ tử tới cứu được đệ tử đó ạ. Khưu Sứ Cơ bán tín bán nghi, đưa mắt nhìn Triệu Chí Kính, ngụ ý hỏi những lời vừa rồi của thằng bé là thật hay là không. Triệu Chí Kính cả giận, nghĩ thầm: Thằng khốn, Tịnh tiểu tử thối hả? Người dám chửi ta là con chó điên hả? Nhưng trong tình thế như thế này, đành cho qua chuyện, cho nên gật đầu mà nói: Dạ, là đệ tử cứu nó lên ạ. Khu Sứ Cơ bấy giờ mới tin, nói: Sau khi ta đi, ngươi hãy truyền thủ quyền công báo môn cho nó. Cứ 10 ngày sẽ do sư bá trưởng giáo phúc tra một lần, chỉ điểm yếu quyết. Triệu Chí Kính chẳng muốn chút nào, nhưng lời sư bá sao dám cãi, đành cúi mình đáp ứng. Dương quá lúc này vừa buộc được sư phụ tự nhận là con chó điên thì quá thích thú rồi, không để ý nghe lời nói của Khu Sư Tổ. Chờ Khu Sứ Cơ đi xa mười mấy bước rồi, Triệu Chí Kính lửa giận bốc lên, không kiềm nổi, lại giơ tay định đánh xuống đầu Dương quá. Dương quá gọi to: Khu Sư Tổ! Khu Sứ Cơ ngạc nhiên ngoảnh lại, hỏi: Có chuyện gì? Bàn tay của Triệu Chí Kính giơ lên lưng chừng, không dám đánh xuống. Y đành miễn cưỡng đưa lại, gãi gãi đầu tóc của mình. Dương quá chạy về phía Khu Sứ Cơ, nói: Sư tổ gia đi rồi, đệ tử không có ai bênh vực. Ở đây có nhiều vị sư bá sư thúc muốn đánh chửi đệ tử lắm. Nói bậy, làm gì có chuyện đó. Bề ngoài nghiêm nghị, nhưng nội tâm thì Khu Sứ Cơ rất hiền từ, nghĩ thằng bé mồ côi đáng thương, bèn nói: Chí Kính à, ngươi hãy săn sóc tử tế thằng bé này, nếu có xảy ra chuyện gì, ta về sẽ hỏi tội ngươi. Triệu Chí Kính lại đành đáp ứng. Hôm đó, sau bữa ăn, Dương Quá thông thả đi tới tịnh thất của sư phụ, gọi: Sư phụ! Giờ là lúc truyền thụ võ công, Triệu Chí Kính đã ngồi xếp chân bằng tròn từ lâu ở trên giường, nghĩ thầm: Thằng nhỏ này quá ương ngạnh, đã thành con ngựa bất kham, sau này võ công cao cường thì ai có thể chế ngự được nó. Nhưng mà Khưu sư bá và sư phụ dặn ta dạy võ công cho nó, ta đâu có thể trái lời. Nghĩ mãi,
vẫn chưa biết nên làm thế nào. Thấy Dương Quá thong thả bước tới, ánh mắt láo liền, dáng điệu nửa như cười cợt, thì Triệu Chí Kính càng tức giận, bỗng nhiên nghĩ ra. Có cách rồi. Nó chưa biết tí gì về công phu bản môn, ta chỉ truyền thụ khẩu quyết quyền công cho nó, chứ không dạy nó phép tu luyện. Dẫu nó thuộc lòng mấy trăm câu ca huyết cũng chẳng ít gì. Nếu sư bá sư phụ hỏi đến, ta sẽ bảo nó không chịu dũng công. Chủ ý đã định, Triệu Chí Kính bèn dịu dàng nói. Quả Nhi, lại đây nào Quả Nhi. Sư phụ có đánh hay không vậy? Ta truyền công phu cho ngươi, chứ đánh ngươi làm gì? Dương Quá thấy thần tình của Triệu Chí Kính thật ngoài dự liệu, bèn từ từ lại gần, trong bụng sẵn sàng đề phòng, sợ sư phụ có ngụy kế gì chăng. Triệu Chí Kính thấy hết, nhưng giả như không biết, nói. Công phu của phái Toàn Chân là luyện từ trong ra ngoài, không như công phu ngoại gia luyện từ ngoài vào trong. Bây giờ ta truyền cho ngươi tâm pháp bản môn, ngươi phải nhớ cho kỹ nghe. Rồi đọc khẩu quyết nội công nhập môn của phái Toàn Chân một lượt. Dương Quá chỉ nghe một lần là thuộc. Nó nghĩ thầm. Con dê chà râu dài này căm ghét ta, lẽ nào lão chỉ truyền công phu thật sự cho ta kia chứ? Chắc lão sẽ dạy ta mấy câu khẩu quyết giả vô dụng rồi thôi. Lát sau, nó giả bộ quên, hỏi lại Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính đọc lại đúng như lần trước. Hôm sau, Dương Quá lại tái vấn sư phụ. Nghe sư phụ đọc đúng như hôm qua, nó mới tin là không phải khẩu quyết giả. Cứ như thế 10 ngày, Triệu Chí Kính chỉ truyền thụ khẩu quyết mà thôi. Còn cách tu luyện thực tế ra sao thì y không nói một lời. Ngày thứ 10, Triệu Chí Kính dẫn Dương Quá lên gặp Mã Ngọc, bẩm rằng đã truyền thụ tâm pháp của bổn môn, rồi bảo Dương Quá đọc cho sư tổ trưởng giáo nghe. Dương Quá đọc một mạch từ đầu chí cuối, không sai một chữ. Mã Ngọc cả mừng, luôn miệng khen thằng nhỏ thông minh. Mã Ngọc là đạo sĩ đôn hậu khiêm sung, lòng dạ quân tử, đâu nghĩ đến việc Triệu Chí Kính có ngụy kế. Hết hạ sang thu, hết thu sang đông, thấm thoát đã mấy tháng. Dương Quá nhớ nằm lòng bao nhiêu là khẩu quyết, nhưng công phu thực tế thì chẳng học được tí gì. Nói về nội công võ nghệ, nó chẳng khác gì khi mới lên núi. Hồi đầu chỉ học khẩu quyết, Dương Quá biết là sư phụ không chịu dạy võ tử tế cho nó, nó cũng chẳng nghĩ ra cách gì cả. Thấy sư tổ trưởng giáo Mã Ngọc hiền lành, có mách với Mã Ngọc, Mã Ngọc cũng chỉ trách cứ Triệu Chí Kính vài câu là cùng. E rằng lão dê già râu dài tìm cách hành hạ nó, đành chờ khu sư tổ về sẽ hay. Nhưng dăm tháng rồi vẫn không thấy khu sư tổ trở về. Hơn nữa, đối với võ công của phái Toàn Chân, Dương Quá vốn coi thường. Học cũng được mà không học cũng chẳng sao. Có điều là bị Triệu Chí Kính lừa dối như thế, trong bụng nó ngày càng căm hận, ngoài mặt thì vẫn giả bộ vâng lời đó. Triệu Chí Kính thầm đắc ý, nghĩ bụng. Mì hỗn hào với sư phụ, để xem ai bị thiệt. Chẳng mấy chốc, tới tháng chạp, theo môn quy của phái Toàn Chân truyền từ thời Dương Trùng Dương, mỗi năm 3 ngày cuối tháng chạp, các đệ tử môn hạ đều so tài với nhau, kiểm tra sự tiến bộ của từng người sau 1 năm luyện tập. Các đệ tử thấy ngày so tài sắp đến, đều miệt mài mà luyện tập. Hôm ấy, môn hạ đệ tử của Toàn Chân thất tử chia nhau thành 7 nhóm so tài. Các đồ tử đồ tôn của Mã Ngọc thành 1 nhóm. Các đồ tử đồ tôn của khu xứ Cơ, của Dương xứ Nhất đều thành 1 nhóm. Đàm xứ Đoan tuy đã chết, song các đồ tử đồ tôn của họ Đàm vẫn rất mạnh. Mã Ngọc, khu xứ Cơ nghĩ họ Đàm mất sớm, đành ưu ái nhiều hơn cho các đệ tử của họ Đàm. Cho nên các dịp so tài cuối năm, các đệ tử đó cũng không thua kém gì đệ tử của 6 vị còn lại. Năm nay, cung Trùng Dương gặp họa, trên dưới phái Toàn Chân đều nghĩ, phái Toàn Chân tuy được tôn là võ học chính tông trong thiên hạ, nhưng các môn phái khác trong võ lâm ngày càng có nhiều cao thủ xuất hiện, uy danh của phái Toàn Chân bị lung lay, cho nên ai nấy
đều chịu khó tu luyện hơn hẳn mọi năm. Toàn Chân do Dương Trùng Dương khai sáng. Dương Trùng Dương là tổ sư sáng lập. Toàn Chân Thất Tử Mã Ngọc Khưu Sứ Cơ là đệ tử thân truyền của Dương Trùng Dương, thuộc đời thứ hai. Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình, Trình Giao Ca là môn đồ của Thất Tử, thuộc đời thứ ba. Dương Quá là đệ tử thuộc đời thứ tư. Chiều nay, các đệ tử của Ngọc Dương Tử như Triệu Chí Kính, Thôi Chí Phương tề tự ở một sân bãi góc đông nam để so tài. Dương Sứ Nhất đi vắng, việc so tài do đại đệ tử Triệu Chí Kính chủ trì. Các đệ tử đời thứ tư hoặc diễn quyền cước, hoặc sử đau thương, hoặc phóng ám khí, hoặc hiển nội công đều do Triệu Chí Kính phân định thứ tự. Dương Quá nhập môn muộn nhất, xếp sau cùng, thấy không ít tiểu đạo sĩ hoặc thiếu niên tục gia võ nghệ thành thạo, ai nấy có sở trường của mình, thì nó đã chẳng ngưỡng mộ, lại còn ôm lòng căm giận. Triệu Chí Kính thấy nó luôn tỏ vẻ bất bình, bèn có ý để nó lộ cái xấu ra, chờ hai tiểu đạo sĩ đấu khí giới với nhau xong, liền gọi to: Dương Quá, bước ra! Dương Quá ngẩn người nghĩ thầm, lão chưa truyền cho ta chút võ nghệ gì, gọi ta ra làm chi? Triệu Chí Kính lại gọi: Dương Quá, người có nghe thấy hay không vậy? Mau bước ra ngoài! Dương Quá đành tiến ra cúi mình nói: Đệ tử Dương Quá tham kiến sư phụ. Môn hạ phái Toàn Chân phần lớn là đạo sĩ, song cũng có không ít đệ tử tục gia như Dương Quá, vẫn hành lễ theo lối tục gia. Triệu Chí Kính chỉ một tiểu đạo sĩ vừa thắng trong cuộc tỷ võ nói: Nó cũng suýt soát tuổi ngươi, ngươi tỷ thí với nó đi. Đệ tử không biết tí võ nghệ nào, làm sao có thể tỷ thí với sư huynh được sư phụ? Ta đã truyền thụ công phu cho ngươi cả nửa năm trời, sao lại bảo rằng không biết tí võ nghệ nào? Trong nửa năm ấy ngươi làm cái trò gì? Dương Quá không biết trả lời ra sao, cúi đầu im lặng. Triệu Chí Kính nói: Ngươi lười nhác, ham chơi, không chịu dụng công, quyền cước, tự nhiên lúng túng. Ta hỏi ngươi, sau hai câu tu chân hòa kế hữu hà bằng, tâm tử quần tinh niệm bất sinh, tiếp đến câu gì? Tinh khí xung dựng công hành cụ, linh quang chiếu diệu mãn thần kinh. Đúng lắm. Ta lại hỏi ngươi, sau hai câu bí ngữ sư truyền ngộ bản sơ, lai thời vô khiếm khứ vô dư, lịch niên trần cấu khi ma tận, thiên thể linh minh diệu thái hư. Hay lắm, không sai một chữ nào. Ngươi có việc dùng mấy câu pháp môn ấy mà tỉ thí với sư huynh? Đệ tử không biết mà sư phụ. Triệu Chí Kính trong bụng đắc ý, ngoài mặt lại giả bộ cá giận quát: Ngươi chỉ học thuộc khẩu quyết, chẳng chịu luyện công, bây giờ một mực chối từ, mau tỉ thí đi. Mấy câu khẩu quyết kia tuy là yếu chỉ tu luyện nội công, dạy người thu tâm tức niệm, luyện tinh dưỡng khí, nhưng mỗi câu đều phối hợp với vài chiêu quyền cước, gộp lại sẽ thành một môn quyền pháp nhập môn đơn giản của phái Toàn Chân. Các đạo sĩ chính tay nghe Dương Quá đọc thuộc lào lào, không sai một chữ. Nhưng thấy thằng bé Lâm Chiến lại run sợ. Người tốt bụng thì nói lời khích lệ, kẻ xấu bụng thì buông lời châm biếm. Các đệ tử phái Toàn Chân phần đông đều là người lương thiện. Nhân vì Quách Tĩnh hôm lên núi Trung Nam đã đánh cho họ một trận đại bại, đắc tội với nhiều người, nên có một số đạo sĩ giận cá chém thớt, giận lây Dương Quá, chỉ mong nó gặp chuyện này chuyện nọ. Tuy chưa hẳn là ác ý, nhưng bớt được chút ấm ức trong lòng thì cũng là chuyện thường tình. Dương Quá thấy mọi người thúc giục, vài người còn lạnh lùng châm biếm, thì nổi giận nghĩ thầm: Thì hôm nay ta liều mạng với các ngươi một phen. Bèn nhảy vào vòng, múa hai tay, tấn công tới tấp gã tiểu đạo sĩ kia. Gã tiểu đạo sĩ kia thấy nó vừa nhảy vào, chẳng hề hành lễ, cũng không khiêm tốn cầu giáo theo đúng quân quy, đã đấm đá như một kẻ điên. Thì rất đổi kinh ngạc, cứ liên tiếp thoát lui.
Dương Quá sớm đã bất cần sống chết, cứ xông tới tấn công. Gã tiểu đạo sĩ kia đã lùi mấy bước, thấy hạ bàn của Dương Quá sơ hở, bèn nghiêng người gạt chân một cái, sử chiêu phong tảo diệp lạc, gạt vào chân Dương Quá. Dương Quá không biết cách tránh, đứng không vững, ngã sấp mặt xuống, chảy cả máu mũi. Các đạo sĩ đứng ngoài thấy Dương Quá ngã đau, có kẻ cười ồ. Dương Quá bò dậy cũng chẳng buồn lau máu mũi, chúi đầu xông tới phía tiểu đạo sĩ kia. Tiểu đạo sĩ kia thấy nó hung hăng quá, vội né sang bên. Dương Quá xuất chiêu chẳng theo pháp bộ gì hết, nó giơ cả hai tay ôm lấy chân trái đối phương. Tiểu đạo sĩ hữu chưởng giáng ngay xuống vai nó. Chiêu khi ma trần cấu này vốn dùng để quá giải khi hạ bàn bị tập kích, nhưng Dương Quá ở đảo Đào Hoa chưa học võ nghệ, ở cung Trùng Dương cũng không được truyền thụ công phu thực dụng, nên không hiểu gì về chiêu số của đối phương. Chỉ nghe bợp một cái, vai đã trúng đòn khá nặng, đau thấu xương. Nó càng thua càng hung hăng, dùng đầu hút luôn vào đùi phải của đối phương. Tiểu đạo sĩ kia đứng không vững, ngã ngửa xuống đất. Dương Quá dùng nắm đấm đánh thẳng xuống đầu tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ kia đang bại nhưng cầu thắng, thúc cùi chỏ lên ngực Dương Quá. Thừa lúc nó đau đớn đã bật ngay dậy, thừa thế đẩy một cái khiến Dương Quá ngã liền, chính là chiêu vô khiếm vô dư. Rồi cúi đầu nói: "Dương sư đệ khiêm nhường." Đồng môn so tài, một khi đã phân rõ thắng bại thì phải dừng tay. Nào ngờ Dương Quá cứ như con hổ điên cuồng lao tới, vài ba chiêu đã lại bị ngã. Nhưng nó càng đánh càng hung dữ, quyền cước cũng càng lúc càng nhanh hơn. Triệu Chi Kính gọi: "Dương Quá, ngươi thua từ lâu rồi, còn tỉ thí gì nữa?" Dương Quá không thèm đếm xỉa, cứ thế xông tới. Các đạo sĩ lúc đầu còn thấy tức cười, nghĩ thầm: "Sao phải toàn chân lại có đứa đánh đấm ngu xuẩn như thế?" Sao thấy nó nhắm mắt liều mạng, chỉ sợ tai họa vội can: "Thôi thôi thôi, dừng lại đi chú huynh. Trời ơi, sư huynh đệ đấu thử mà, đừng có đánh như thật vậy." Đấu thêm một hồi, tiểu đạo sĩ kia đã có ý khiếp hãi, chỉ né tránh, không dám để nó tới gần. Tục ngữ có câu: "Một người liều mạng, vạn người khó đương." Dương Quá ở núi Trung Nam đã tích oán khí hơn nửa năm trời, lúc này có dịp phát tiết ra hết. Gã tiểu đạo sĩ kia tuy võ công hơn hẳn Dương Quá, nhưng không hề có ý chí quyết đấu hăng say như nó. Thấy không địch nổi, đành cứ thế chạy quanh. Dương Quá đuổi theo nhất: "Thôi đạo sĩ thối tha, mày đánh được ta rồi, định bỏ chạy luôn hả?" Lúc này 10 người đứng ngoài thì 8-9 là đạo sĩ. Nghe nó chửi loạn hết đạo sĩ thối tha, lại đạo sĩ khốn kiếp, thì vừa giận vừa tức cười. Ai ai cũng nói: "Tên tiểu tử này phải quản giáo ra trò mới được à nghe." Gã tiểu đạo sĩ kia bị đuổi gấp, hốt hoảng gọi to: Sư phụ ơi!" Mong Triệu Chí Kính lên tiếng bảo ngừng. Triệu Chí Kính quát liền mấy lần, Dương Quá vẫn bất chấp. Giữa lúc ấy, trong số người đứng ngoài có một đạo sĩ béo mập quát to bước ra, thộp gáy Dương Quá nhấc bổng lên, rồi bóp 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 ba tiếng, giáng liền ba cái tát mạnh, khiến một bên má của nó lập tức sưng đỏ lên. Dương Quá bị người kia tát cho tối tăm mặt mày, nhìn lại thì ra đó chính là Lộc Thanh Đốc, đạo sĩ có oán thù với nó. Hôm Dương Quá lên núi, Lộc Thanh Đốc bị nó đẩy vào cảnh suýt chết cháy, sau đó bị sư huynh sư đệ chăm chọc, bảo y bản lĩnh còn thua cả một thằng nhóc con. Gã ôm hận trong lòng, hôm nay thấy Dương Quá làm loạn thế này thì hết chịu nổi, bèn bước ra đồng thủ. Dương Quá vốn quyết đấu, thấy Lộc Thanh Đốc càng không sợ gì, có điều là đang bị gã tóm gáy nhấc lên không làm gì được. Lộc Thanh Đốc cười gằn, lại bóp 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 tát thêm ba cái rồi nói: "Mi không dân lệnh sư phụ là tên phản đồ của bản môn, ai cũng có quyền đánh mi." Nói rồi lại giơ tay định đánh tiếp. Sư đệ của Triệu Chí Kính là Thôi Chí Phương thấy Dương Quá khi xuất thủ hình như không biết chút công phu gì của bản môn, vốn biết Triệu Chí Kính tâm địa hẹp hòi, e rằng bên trong có gì khác. Giờ thấy Lộc Thanh Đốc ra tay quá mạnh, sợ sẽ đã thương Dương Quá, bèn quát: "Thanh Đốc, dừng tay!" Lộc Thanh Đốc nghe tiếng quát của sư thúc, tuy không muốn, vẫn phải thả Dương Quá xuống nói: "Sư thúc có điều chưa biết, tên tiểu tử này vô cùng giảo hoạt, nếu không nghiêm khắc giáo huấn,
e rằng bản giáo không còn quy củ gì nữa. Thôi chứ Phương không thèm để ý đến Lộc Thanh Đốc, bước tới trước mặt Dương Quá, thấy hai má nó sưng lên, mũi miệng dính máu, thần tình rất đáng thương, bèn dịu giọng nói: Dương Quá, sư phụ ngươi đã dạy ngươi võ nghệ, sao ngươi không dụng công luyện tập, lại đấm đá sư huynh loạn xạ như vậy? Sư phụ cái gì lão ta? Lão ta chẳng dạy chút võ công nào cả. Ta nghe ngươi đọc khẩu quyết thuộc lào lào, không sai một chữ kia mà. Dương Quá nghĩ đến Hoàng Dung ở đảo Đào Hoa, dạy nó học thuộc lòng tứ thư ngũ kinh. Những kinh thư mà Triệu Chí Kính dạy nó ở đây cũng chẳng dính dáng gì tới võ công, bèn nói: Ta chẳng muốn thi đỗ trạng nguyên, học thuộc mấy thứ ấy có ích lợi gì? Thôi chí Phương giả bộ nổi giận, muốn thử xem có đúng là nó không biết chút võ công nào của bản môn hay chăng, bèn nghiêm mặt nói: Sao ngươi có thể nói năng vô lễ với tôn trưởng như vậy? Rồi giơ tay đẩy vào vai nó một cái. Thôi chí Phương là một cao thủ trong số đệ tử đời thứ ba của phái Toàn Chân, võ công tuy chưa bằng Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình, song nội ngoại kim tu, công lực khá tinh thâm. Cú đẩy vừa rồi, Thôi chí Phương dùng lực có tính toán, tay vừa chạm vai, cảm thấy vai Dương Quá hơi nghiêng, nội lực tự sinh, đẩy lực của Thôi chí Phương lại non nữa, tuy nó lảo đảo vài bước nhưng không bị ngã. Thôi chí Phương kinh ngạc, lòng đầy nghi vấn, nghĩ thầm: Nó còn nhỏ tuổi, nhập môn chỉ mới nửa năm, làm sao lại có công lực như vậy? Nó đã có nội lực như vậy, trong cuộc tỷ thí vừa rồi không thể nào lại đấm đá lung tung như vậy được. Không lẽ quả thật có sự giả trá? Thôi chí Phương đâu biết rằng Dương Quá đã tu tập nội công theo cách Âu Dương Phong truyền thụ, có tiến bộ rõ rệt. Tu luyện nội công theo phái Bạch Đà Sơn rất dễ dàng, tiến triển cực nhanh, không như nội công phái Toàn Chân cầu căn cơ thực tế. Luyện tập trong 10 năm đầu, công lực của đệ tử phái Bạch Đà Sơn tiến triển nhanh hơn hẳn đệ tử phái Toàn Chân. Nội công của hai phái vốn khác hẳn nhau. Thôi chí Phương tùy thủ đẩy một cái như thế, dĩ nhiên khó lòng phân biệt sự khác nhau đó. Dương Quá bị đẩy cảm thấy ngực khó thở, chỉ biết là Thôi chí Phương ra tay đánh nó. Lúc này nó chẳng còn sợ trời sợ đất gì hết, dù là chính khu sứ cơ tới đây nó cũng xông tới động thủ. Thử hỏi nó sợ gì Thôi chí Phương với chả Thôi chí Viên? Nó bèn cúi đầu hút thẳng vào bụng dưới của Thôi chí Phương. Thôi chí Phương chẳng buồn bẩn tay với một đứa bé, y mỉm cười né tránh một cái, nhất định muốn biết công phu thật của Dương Quá nên nói: Thành Đốc, ngươi hãy quá chiêu với Dương sư đệ, chú ý có chừng mực thôi, đừng quá nặng tay. Lộc Thanh Đốc chỉ chờ có như thế, lập tức sấn tới trước mặt Dương Quá, tả chưởng đánh dưới. Dương Quá né người sang bên phải, Lộc Thanh Đốc hữu chưởng tung ra, chiêu hổ môn thủ này kình lực không nhỏ, bập một cái trúng ngực Dương Quá. Nếu Dương Quá không từng luyện qua nội công theo phái Bạch Đà Sơn thì phải học máu mồm ra rồi. Tuy không bị thế nhưng ngực nó cũng đau ghê gớm, mặt trắng bệch đi. Lộc Thanh Đốc thấy một chưởng chưa đánh ngã Dương Quá cũng thầm lấy làm lạ, hữu quyền lại đánh vào mặt. Dương Quá giơ cánh tay ra đỡ, khổ nổi nó không hiểu gì quyền lý, không biết cách quá giải đơn giản nhất. Hữu quyền của Lộc Thanh Đốc vẫn xéo đi, tả quyền phóng nhanh ra, hừ một tiếng trúng vào bụng dưới của Dương Quá, khiến nó đau quằn cả người lại. Lộc Thanh Đốc hạ thủ không dung tình, cạnh bàn tay phải lại chém ngay xuống gáy, tự hồ y muốn đánh cho đối phương phải ngất đi luôn để trả mối thù ngày nào. Ai ngờ thân hình Dương Quá chỉ lảo đảo vài cái rồi lại đứng vững, chỉ thấy mặt mũi tối tăm, không còn khả năng đánh lại. Thôi chí Phương lúc này đã biết đích xác là Dương Quá không hề biết võ công, bèn gọi: Thanh Đốc, dừng tay. Lộc Thanh Đốc nói với Dương Quá: Ta tiểu tử thối tha, mày đã phục ta hay chưa? Tên đạo sĩ khốn kiếp, sẽ có ngày ta giết ngươi. Lộc Thanh Đốc cả giận, hai quyền liên tiếp đánh vào sống mũi Dương Quá. Dương Quá thấy trời đất tối sầm, lảo đảo sắp ngã. Không biết tại sao đột nhiên có một luồng khí nóng bốc thẳng lên từ đan điền, mắt thấy quyền thứ ba của Lộc Thanh Đốc lại đánh tới mặt. Chẳng còn cách gì né tránh, thì tự dưng hai gối khép lại,
miệng quát một tiếng, một chưởng đẩy ra trúng vào bụng dưới của Lộc Thanh Đốc. Chỉ thấy thân hình béo mập của Lộc Thanh Đốc bỗng bay ngang, kéo theo một lớp bụi đất, bắn ra xa hơn một trường, nằm thẳng cẳng bất động. Các đạo sĩ đứng ngoài thấy Lộc Thanh Đốc cậy lớn hiếp bé, đánh Dương Quá hơi ác, đều tỏ ý bất bình. Bậc trưởng bối trừ Triệu Chí Kính đều lên tiếng ngăn cản. Nào ngờ sự việc biến đổi kỳ lạ, Lộc Thanh Đốc rốt cuộc lại bị chưởng lực của Dương Quá đánh ngã, nằm thẳng cẳng bất động, thì ai nấy kinh ngạc cùng chạy lại xem sao. Thứ nội lực cáp mô công này Dương Quá vốn chưa biết cách sử dụng, chỉ là trong lúc nguy cấp liều mạng. Tuy nhiên nó lại phát ra. Lần thứ nhất ở Đào Hoa Đảo, nó đánh cho Võ Tu Văn ngất liệm. Mấy tháng sau nội lực đã tăng tiến, sự căm hận của nó đối với Lộc Thanh Đốc càng sâu xa hơn so với huynh đệ họ Võ. Kinh lực do tâm sinh, cuối cùng đánh cho đối phương bắn văng ra xa. Chỉ nghe các đạo sĩ kêu loạn lên: "Ôi chao, hỏng rồi, chết rồi, tắt thở rồi, chắc là dở nội tạng, mau bẩm báo tổ sư trưởng giáo." Dừng quá biết là mình đã gây đại họa, nhưng lúc hỗn loạn chẳng kịp nghĩ ngợi gì, nó cắm đầu chạy. Các đạo sĩ mãi xem Lộc Thanh Đốc sống chết ra sao, nên không ai lưu tâm đến việc Dương Quá bỏ chạy. Triệu Chí Kính thấy Lộc Thanh Đốc hai mắt trợn ngược, chưa rõ sống chết thế nào, vừa kinh hãi vừa tức giận gọi to: "Dương Quá, ngươi học thứ yêu pháp này ở đâu hả?" Y võ công tuy cao, nhưng trưởng thành ở trong cung Trùng Dương, kiến văn hàng hẹp, không biết đó là thủ pháp cấp mô công. Y gọi mấy lần không thấy Dương Quá trả lời. Các đạo sĩ ngoảnh lại thì đã không thấy bóng dáng Dương Quá đâu nữa. Triệu Chí Kính liền truyền lệnh cho mọi người chia nhau truy nã. Thiết tưởng một thằng bé trong giây lát làm sao có thể trốn đi đâu được. Dương Quá cắm đầu chạy, cứ chọn những chỗ nhiều bụi cây mà lao đến. Chạy một hồi nó nghe thoạt tiên ở sau lưng, rồi ở bốn phía vang lên tiếng gọi: "Dương Quá, Dương Quá, mau ra đây, Dương Quá!" Nó càng hoảng hốt, càng chạy loạn lên. Đột nhiên trước mặt có bóng một đạo sĩ, người ấy đã trông thấy nó đang chạy lại. Dương Quá vừa quay mình thì phía tây cũng có một đạo sĩ khác nói: "Đây rồi, đây rồi, nó đây rồi." Dương Quá vội thụp người xuống, chui đại qua một bụi cây. Đạo sĩ kia thân hình cao to chui qua không lọt, đành đi vòng bụi cây để tìm, thì Dương Quá đã chạy mất rồi. Dương Quá chui qua bụi cây, cứ thế chạy thẳng một hồi, nghe tiếng người xa dần, nó vẫn chưa dám dừng chân. Nó tránh mọi đường đi, toàn đạp cỏ mà chạy. Đến khi toàn thân mỏi nhừ, cơ hồ không còn sức cự quậy, nó mới ngồi bệt xuống một hòn đá mà nghỉ. Nghĩ một lúc nó tự nhủ, phải trốn thôi, trốn mau thôi. Nhưng hai chân nó tưởng như nặng ngàn cân, cố đứng lên vẫn không được. Bỗng nghe sau lưng có tiếng cười, nó giật mình ngoảnh lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhìn thấy một đạo sĩ đang trợn mắt nhìn nó, người kia có bộ râu dài, chính là Triệu Chí Kính. Đôi bên gượng gượng nhìn nhau, trong giây lát cả hai cùng bất động. Dương Quá đột nhiên kêu to, quay người bỏ chạy. Triệu Chí Kính đuổi theo, giơ tay chộp sau lưng. Dương Quá cúi gấp về phía trước, cách được vài tấc suýt nữa thì bị tóm. Nó tiện thể nhặt một hòn đá ném về phía sau. Triệu Chí Kính né người tránh, đuổi nhanh hơn. Khoảng cách đôi bên ngắn dần. Dương Quá chạy như điên 10 bước nữa, bỗng thấy trước mặt là một cái khe sâu, chẳng còn đường nào khác. Cũng không biết dưới kia là thâm cốc hay sơn khê. Không kịp nghĩ ngợi gì hết, nó lăn đại xuống. Triệu Chí Kính tới bên mép khe, nhìn xuống bên dưới, thấy Dương Quá lăn xuống theo vách cỏ xanh. Bên dưới là một cánh rừng, từ chỗ này xuống dưới đó khoảng cách phải 7-8 trượng. Triệu Chí Kính không dám lăn theo, mà chạy đường vòng để xuống dưới đó, lần theo vách cỏ rạp mà Dương Quá để lại, tiến dọc cánh rừng. Một quãng sau thì không còn dấu vết gì nữa. Rừng cây càng lúc càng dày, che hết cả ánh sáng mặt trời. Triệu Chí Kính đi thêm hơn 10 trượng, sực nhớ đây là khu vực Hoạt Tử Nhân Mộ.
chốn cựu cư của Trùng Dương tổ sư năm xưa, bổn phái đã có nghiêm quy, bất cứ ai cũng không được xâm nhập. Nhưng để cho Dương Quá trốn thoát vào đấy, thì Triệu Chí Kính không cam lòng, bèn lớn tiếng gọi. Dương Quá! Dương Quá mau ra đi! Gọi mấy lần, cánh rừng vẫn tĩnh lặng như tờ. Triệu Chí Kính đành bạo tiến thêm vài bước. Trong bóng tranh tối tranh sáng, thấy có một tấm bia đá cúi nhìn. Tấm bia khắc bốn chữ: người ngoài dừng bước. Triệu Chí Kính do dự cất tiếng gọi. Tên tiểu tặc Dương Quá, nếu không chịu ra, ta mà bắt được, ta sẽ đập chết ngài ngươi. Tiếng quát vừa dứt, từ trong rừng bỗng nghe có tiếng do do lạ tai, rồi một bầy ong trắng từ các kẽ lá bay ào ào tới. Triệu Chí Kính cả kinh, dùng tay áo đuổi bầy ong. Y nội lực thâm hậu, luôn kình lực tạo ra từ ống tay áo vốn không nhỏ, nhưng dùng dậy được vài cái thì bầy ong tản làm hai, một bọn tấn công phía trước mặt, một bọn thì ào ào tới từ phía sau gáy. Triệu Chí Kính càng kinh hãi, không dám chậm trễ, hai tay áo cứ phất như bay bảo vệ toàn thân. Bầy ong tản ra bu vào, trên dưới tứ diện bát phương dồn dập tấn công. Triệu Chí Kính không dám chống đỡ nữa, dùng tay áo che đầu che mặt chạy ra khỏi cánh rừng. Bầy ong dù dù đuổi theo, chúng bay cực nhanh, cứ bám riết không tha. Triệu Chí Kính chạy sang phía đông, bầy ong đuổi theo sang đông. Triệu Chí Kính chạy sang phía tây, bầy ong đuổi sang tây. Y dùng tay áo hơi chậm một chút, có hai con ong lợi dụng khe hở bay ngay vào, mỗi con đốt một cái vào má phải của Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính lập tức cảm thấy ngứa ngáy kinh khủng, tựa hồ lục phủ ngũ tạng đều phát ngứa. Y nghĩ thầm, hôm nay ta bỏ mạng ở đây mất thôi. Rồi y không đứng vững được nữa, ngã lăn mấy vòng xuống cái dốc cỏ ở bìa rừng, miệng la ôi ối. Bầy ong bay quanh thân hình y một lúc rồi bay trở vào rừng. Quý vị và các bạn thân mến, số phận Dương Quá sẽ ra sao, mời quý vị theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện đêm mai. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ ngon.